Đôi mắt của cậu bé nhìn chằm chằm vào cục thịt khô trên bàn, vừa muốn giơ tay ra. Kết quả, này. Bạn cùng bàn quay lại phát hiện không thấy thịt khô đâu. Kiên quyết cho rằng cậu bé đã ăn mất rồi, lập tức đi mách cô giáo. Cô giáo không thèm nghe mà mắng cậu bé. Đa sao em ăn thịt bò khô của bạn? Em không ăn, là con chó ăn mà. Em còn nói dối, em chính là con chó đó phải không? Đa bị oan sắp khóc rồi, nhưng không biết cách diễn đạt thế nào, chỉ có thể dùng cách của mình chút giận. Điều này làm cho cô giáo càng thêm tức giận. Em muốn ăn thì nói với mẹ em, mẹ em sẽ mua cho em ăn của bạn thế. Cô giáo vẫn không ý thức được câu nói của mình đã làm tổn thương Dada, vì đã lâu không được nếm mùi mẹ. Giờ ăn chưa? Cô phát hiện không thấy Dada đâu, lo lắng ra ngoài tìm. Hỏi người dân thì họ nói nhìn thấy cậu bé đi về phía ao cá. Hai người hoảng loạn, chạy vội ra ao cá, lại phát hiện không có ai cả. Cô giáo vội vã trở về trường học, nói chuyện này cho thầy Dịch đang trên lớp. Thầy Dịch đi xe chạy vội tới ao, tìm thấy không? Không có. Cô coi trẻ kiểu gì thế? Trông thôi cũng không xong. À, mọi người vớt rất lâu vẫn không có kết quả. Lúc này có một người dân chạy qua. Nhanh lên, bọn họ nói ở phía hồ bên kia. Thầy Dịch vội vàng chạy xuống, lao vào trong nước xem. Kết quả chỉ là một đám cỏ và cái đầu lợn. May mà không phải. Lúc này thầy Dịch đột nhiên nhớ ra gì đó. Anh mượn xe của người dân đạp về làng, đến dưới cây bồ đề. Đây là nơi cha mẹ Dada bỏ cậu, đến thành phố tìm việc. Bọn họ lừa Dada rằng họ sẽ sớm trở lại thôi. Từ đó trở đi, Dada ngày nào cũng ngồi đây đợi họ về. Bác ơi, bác ơi, cuối cùng đã tìm thấy đứa trẻ. Thầy Dịch ngồi xuống ôm cậu, cảm thấy sợ hãi không thôi. Đây là phim chuyển thể từ bộ phim có thật, được đánh giá rất cao. Năm 2008 quay cho đến hôm nay lại không nhận được phần tiền nào, vì căn bản nó không được chiếu sóng. Bộ phim phản ánh vấn đề trần trụi về trẻ em vùng cao. Dịch Minh Đường vốn là giáo viên tiểu học, nhưng anh lại chọn mở trường mẫu giáo, giải quyết nhiều vấn đề của trẻ em hơn. Mỗi tháng 60 tệ, còn miễn phí đưa đón cơm trưa, nhưng vẫn còn không ít lời dị nghị. Làm giáo dục, thầy Dịch là để kiếm tiền sao? Anh cũng lười không thèm tranh luận với họ, dán thông báo khắp nơi, hy vọng có thể tuyển được nhiều người. Vừa hay gặp con gái của hàng xóm muốn bỏ quê, lên phố tìm việc, anh giúp khuyên mấy câu, lại bị cô gái tức giận nói lại. Liên quan gì tới ông? Biết được thầy Dịch mở nhà trẻ, bố cô muốn anh thu nhận cô, làm giáo viên nhà trẻ. Thầy Dịch không từ chối. Ngày hôm sau, thầy Dịch đưa Lý Hưởng cùng đi chiêu sinh. Nghe nói Lý Hưởng biết hát biết nhảy, giấc mơ chính là tham gia Got Talent. Mọi người đều xin cô biểu diễn một đoạn, cô ấy không muốn thể hiện bản thân ở đây. Thầy Dịch đành xin lỗi, nói cô nhút nhát, sau đó bản thân biểu diễn một khúc. Lý Hương nghe mà xấu hổ thay, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Thầy Dịch nhanh chóng đuổi theo, nói với cô ấy, vì ước mơ của cô ấy là trở thành ca sĩ, cần phải nhìn xa hơn. Nhưng cô gái từ đầu đến cuối cho rằng đây không phải là sân khấu của cô ấy. Rất nhanh, tin Lý Hưởng làm giáo viên trường mẫu giáo đến tai các bạn học của cô. Một bạn nam cùng lớp cười nhạo tên cô ấy. Thầy Dịch, thầy mời nhầm người rồi, thầy mời cô ta không bằng mời em này. Thầy nhìn cô ta xem, không nói chuyện, cô ta căn bản không biết hát biết nhảy đó, chẳng phải nói. Bạn nam này nói thật khó nghe. Lý Hưởng không nhịn được, tôi biết hát thì thế nào, cậu mà biết hay, con heo cũng biết leo cây, tôi còn biết bay nữa. Tôi hát rồi, cậu không bay được thì cậu đi chết sao? Được thôi, để chứng minh bản thân, Lý Hưởng lập tức vừa hái vừa nhảy, một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó kêu rằng, cắc 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 cạc cạc cạc, cặp hồ nước nó bì bà bì bõm. Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô. Nó kêu rằng cắc 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 cạc cạc cạc, lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô. Cậu đi chết đi mau, lừa người mà, cậu học đâu thế, cậu có phải Lý Hưởng không thế? Lời nói ác ý này đã khiến Lý Hưởng chứng minh được bản thân mình. Tuyển sinh ngày đầu tiên chiêu được 15 học sinh, vốn dĩ nên thu 900 tệ, cuối cùng chỉ thu được 530 tệ. Chút tiền này chỉ có thể duy trì được nửa tháng. Này thì không được, như thế còn không duy trì được một tháng. Nhưng thầy Dịch vô cùng lạc quan, căn dặn vợ chỉ cần phụ trách cho các em ăn uống đầy đủ là được. Ngày hôm sau, thầy Dịch tốn 100 đồng tìm về một ông ngốc, dùng xe tự chế đưa các em đến trường. Mà vợ anh mặc dù miệng nói này kia, nhưng khai giảng hôm đó vẫn mua một miếng thịt lớn. Lý Hưởng giúp quét dọn vệ sinh nhà trẻ mở ra, thầy Dịch phụ trách dạy văn hóa, Lý Hưởng phụ trách hoạt động ngoại khóa, cùng các em vừa hát vừa nhảy. Bữa trưa ăn cơm, các bé đều ăn rất ngon, ăn được mấy bát đều nói vẫn chưa ăn no. Thầy Dịch chỉ có thể bảo và sang nhà anh trai mượn chút gạo. Đến tối, vợ anh nói cái gì cũng không muốn dựng trường này nữa, mỗi bữa đều ăn sạch cũng không có tiền trả. Thầy Dịch chỉ đành khuyên vợ kiên trì. Vốn đang thuận lợi, nhưng lại xảy ra chuyện của Dada. Lý Hưởng khóc lóc tìm thầy Dịch nhận sai, đều tại cô trách lầm Dada. Nhưng thầy Dịch không trách cô ấy, chỉ dặn cô sau này cần cẩn thận. Lý Tương khóc xin từ chức. Thầy Dịch tưởng nhầm cô ra ngoài làm việc, lại nghe cô nói, không phải em muốn quay lại đi học, em muốn năm tới thi sư phạm. Cô mong muốn trở thành một giáo viên xuất sắc,
Giống như thầy dịch cũng không giữ cô lại, mà đưa cho cô 200 đồng tiền lương. Khi Lý Hưởng đi xa, trước khi rời đi gọi cô lại, quay về nhớ chăm chỉ học tập nhé. Ừm. Sau đó, thầy dịch một mình đảm nhận nhiệm vụ dạy học, giải lao, sẽ đưa bọn trẻ ra ngoài chơi, qua cánh đồng lúa chín vàng, hát những bài đồng ca, thậm chí còn nhảy xuống sông để bắt cá, cùng các em chơi game kể chuyện. Những ngày như thế, kéo dài từ hạ sáng thu, chiếc xe màu vàng đó, rộn ràng tiếng cười thiếu nhi, thầy dịch mời một nhiếp ảnh ra, đóng băng nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt mọi người. Mẹ của một cô bé đi làm xa về, nhưng do 2 năm không gặp, Yêu Yêu rõ ràng cảm thấy lạ lẫm. Mẹ ôm Yêu Yêu, cô bé lại chỉ muốn xa vào lòng cha. Người mẹ nhanh chóng hồi phục lại cảm xúc đau lòng của mình, mua đồ chơi thành phố cho Yêu Yêu, quyết định không ra ngoài nữa. Vậy mà mấy ngày sau, mẹ của Yêu Yêu một mình đến nhà thầy dịch, hy vọng chuyển cho Yêu Yêu một chút đồ, chuẩn bị rời đi. Sau một hồi hỏi han, thầy dịch mới biết được sự thật. Hóa ra cô ra ngoài làm 2 năm, chồng ở nhà có người phụ nữ khác. Mẹ của Yêu Yêu tức giận muốn ly hôn với chồng, tòa phán Yêu Yêu cho chồng. Bây giờ cô muốn gặp con gái cũng khó. Nhìn mẹ Yêu Yêu đau lòng khóc, thầy dịch quyết định giúp cô đi khuyên đối phương. Tuy nhiên cha của Yêu Yêu rất cứng rắn, nói xấu vợ, gần như tất cả là lỗi của người vợ. Thấy rằng thuyết phục thất bại, vợ quay người đi. Cô chuẩn bị ngồi xe đến Thâm Quyến làm công, thầy dịch lái xe đưa Yêu tới để hai mẹ con gặp nhau lần cuối. Mẹ của Yêu Yêu kích động ôm con gái, không ngừng hôn lên mặt cô bé, nhưng Yêu Yêu từ đầu đến cuối không muốn gọi mẹ. Thấy xe buýt rời bến, thầy dịch nói với Yêu Yêu, Yêu Yêu phải nhớ đó là mẹ của em. Thầy giáo dịch vừa về, phát hiện bạn học cũ đang đợi mình. Do nhà trẻ chưa có điều kiện mở trường, bắt buộc phải đóng cửa, vợ anh không quan tâm, không làm thì không làm, vốn chuyện này cũng không ăn thua, mấy tháng nay đều không biết lỗ bao nhiêu tiền. Miệng nói như vậy, nhưng đến lúc nói lời tạm biệt với những đứa trẻ, vợ anh lại chạm lên đầu mỗi đứa. Lần này thầy dịch không để anh ngốc kéo xe nữa, mà ngược lại anh lại tự mình kéo đi, tự tay đưa từng đứa trẻ về nhà. Lúc đưa Yêu Yêu về, lại phát hiện bố cô bé không có nhà. Từ lời bác của Yêu Yêu biết được, mấy ngày trước anh ta đã cùng vợ mới đi Thâm Quyến làm việc rồi, tốn công tốn sức đòi quyền nuôi con, lại không quan tâm đến con. Bác gái nghe không mở trường nữa, lại mượn cớ mình không có thời gian chăm sóc, bảo thầy giáo đưa cháu đi chăm sóc cô bé. May mà bác trai của Yêu Yêu về mới đón Yêu Yêu, nhưng trong lòng bác gái vô cùng tức giận. Thầy dịch đi không được bao xa, đều nghe thấy tiếng cãi nhau của họ, muốn nuôi ông tự đi mà nuôi, tôi không nuôi, tôi không có trách nhiệm, dành con về. Sau đó lại chạy ra ngoài đi làm, anh ta sống khỏe nhỉ, sinh được mà không nuôi được, bà nói gì thế, nói ít một câu thì chết người ạ. Cuối cùng là đưa Đa Đa về. Đến nơi thầy dịch sững sờ, chỉ thấy một bà lão đầu bạc trắng đang lần mò dưới đất. Bà nội. Sau khi nói chuyện thầy dịch biết được hai mắt bà không nhìn thấy gì, nhìn một già một trẻ trước mắt, thầy dịch không nhịn được, không nói lời nào, lại đưa Đa Đa lên xe. Trên đường về, thấy Yêu Yêu đang một mình ngồi trước cửa nhà bác, ngay cả cửa cũng không cho vào, anh không chút do dự ôm cô bé lên xe. Bác ơi, Yêu Yêu đến đây. Ngồi trên xe, Yêu Yêu hỏi thầy dịch, bác ơi, bố con đi đâu rồi? Đi làm rồi con. Đi làm ở đâu ạ? Đi Thâm Quyến làm việc rồi. Thâm Quyến là ở đâu? Là một nơi ở phía nam. Phía nam là ở đâu ạ? Phía nam. Thầy dịch và anh ngốc cõng hai đứa trẻ lên vai, lên đỉnh núi, chỉ ở phía xa, nói với bọn chúng phía trước là phía nam, là nơi bố mẹ bọn trẻ đang làm việc. Yêu Yêu hỏi khi nào bố mẹ quay lại. Đến Tết, nói với tế bào rằng phía nam đang ở phía trước, đến Tết sẽ quay lại. Đến Tết sẽ quay lại sao? Ừ. Bố con khi nào quay lại? Bố con cũng đến Tết sẽ quay lại. Vâng ạ. Bộ phim này chính là thực tế. Ở một làng xa xôi nọ, sinh con nhưng không nuôi con, nuôi con mà không dạy con, dạy con mà bố mẹ không dạy. Rõ ràng, bọn họ không biết, không có bố mẹ chăm, sẽ tạo ra tiếc nuối rất lớn trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ.